phòng thương mại và công nghiệp việt nam vcci vừa có văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất các chính sách giải pháp phục vụ xây dựng đề án thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong tình hình hiện tại. Cước vận tải container từ Việt Nam tới nhiều cảng quốc tế đã tăng gấp 6 lần so với đầu năm 2020, nhưng doanh nghiệp vẫn rất khó khăn trong việc tiếp cận nguồn container rỗng. Điển hình như giá vận tải container từ Việt Nam đi cảng Southampton, Anh đầu năm 2020 là 1.600 USD trên một container. Đến tháng 12 năm 2020, 2020 là 5.000 USD trên một container và vào tháng 5 năm 2021 là 9.100 USD trên một container tương tự giá vận tải container từ Việt Nam đi cảng Los Angeles Hoa Kỳ cũng đã tăng từ 1.800 USD hồi đầu năm 2020 lên mức 8.000 USD trên một container hiện tại đi cảng Jacksonville Hoa Kỳ cũng tăng từ 3.900 USD lên mức 12.000 USD trên một container mặc dù giá thuê cao như vậy nhưng doanh nghiệp vẫn rất khó đặt được container do tình trạng được báo là thiếu container tại các cảng các tuyến theo phản ánh của doanh nghiệp muốn thuê container cũng phải đặt trước một tháng mà nhiều trường hợp vẫn không thuê được container, các doanh nghiệp gần như đang phải tranh nhau chỗ để đặt container. Theo phản ánh của doanh nghiệp, trên thị trường container rỗng hiện nay, doanh nghiệp nào trả cước cao hơn thì hãng tàu sẽ cấp, thậm chí các doanh nghiệp đã được booking container rồi nhưng do cước phí thuê tăng lên hàng ngày nên các hãng tàu sẵn sàng hủy booking của các doanh nghiệp đó để chuyển cho doanh nghiệp khác nếu trả cước cao hơn tình hình càng trở nên trầm trọng hơn sau vụ tắc nghẽn kênh đào Suez hồi tháng 3 năm 2021 và tình trạng tắc nghẽn tại các cảng biển. Việc thiếu hụt container cho xuất nhập khẩu hàng hóa đã và đang dẫn đến ách tắc cả cho các lô hàng xuất khẩu lẫn các lô nguyên liệu nhập khẩu của doanh nghiệp. Các yếu tố trên đã đẩy chi phí logistics tăng cao, tác động không nhỏ đến khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp trên thị trường thế giới. Nhiều đơn hàng của các doanh nghiệp đã bị hủy, chậm giao hàng, chậm thanh toán và không ký tiếp được đơn hàng mới dẫn đến khó khăn. Do dịch bệnh COVID-19, các doanh nghiệp rất khó khăn mới ký được đơn hàng, nhưng ngay cả khi có đơn hàng, cước phí thuê container tăng quá cao, các doanh nghiệp đang đứng trước tình trạng thua lỗ trầm trọng và đình đốn sản xuất do giá thành sản xuất tăng cao và không xuất khẩu được hàng hóa. Vì vậy, VCCI đề nghị thành lập tổ công tác của Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Công Thương để ra soát và tháo gỡ các khó khăn hiện nay về chi phí logistics, tình trạng thiếu container.